nhan sắc bạn gái tin đồn của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Chàng trai trong hình bịt mặt bằng khẩu trang và đội mũ nhưng nhiều người hâm mộ vẫn chỉ ra anh chính là Bùi Tiến Dũng. Về cô gái đi cùng, dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính. Cô là Phạm Khánh Linh, hiện 23 tuổi và quê ở Phú Thọ. Khánh Linh là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và hiện là MC. Cô có ngoại hình xinh đẹp, gương mặt thanh tú và thường xuyên nhận được những lời khen ngợi trên trang cá nhân. Qua hình ảnh đăng trên trang cá nhân, cô gái 23 tuổi có phong cách thời trang khá trưởng thành và quyến rũ. Ngoài những khoảnh khắc đời thường, cô cũng chia sẻ hình chụp quá trình làm việc. Cô từng khoe ảnh mặc áo dài giản dị và viết: mình rất thích mặc áo dài, nhất là áo dài trắng truyền thống không có họa tiết gì. Đối với mình như thế là đẹp nhất. Thỉnh thoảng, bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng cũng đăng ảnh chụp cổ vũ đội tuyển Việt Nam, chẳng hạn trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Ngoài tấm hình ở siêu thị, người hâm mộ chỉ ra bằng chứng khác cho thấy cặp đôi hẹn hò. Cụ thể, các cầu thủ thân thiết như Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu thường xuyên nhắc đến cụm từ cô giáo dưới các bài đăng của Tiến Dũng. Trong khi đó, Khánh Linh từng là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội. Giữa tin đồn tình cảm, Khánh Linh từ chối chia sẻ. Trước khi vướng nghi án hẹn hò với nữ MC, Bùi Tiến Dũng từng dính tin đồn tình cảm với Thanh Mèo, Lê Thị Thanh, sinh năm 1996.